Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế được chúng tôi tổng hợp và thông tin lại cho quý vị cũng như là phát sóng trên kênh tin mới nhất. Đây là kênh thông tin hữu ích chuyên cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất cũng như những sự kiện nổi bật diễn ra trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lũ dữ trôi qua, khúc ruột miền Trung lại chuẩn bị đón tiếp một cơn bão nữa. Mưa rồi lũ rồi lại bão, cứ liên tục trút xuống và khiến thiệt hại về người và tài sản tiếp tục tăng lên từng ngày. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính cho đến nay đã có 37 người mất tích. Theo đó, số người chết đã lên đến 23 người, gồm Quảng Bình 1, Quảng Trị 7, Huế 4, Quảng Nam 6, Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1. Tăng 5 người so với báo cáo nhanh. Số người mất tích là 14 người, gồm Quảng Bình 1, Quảng Trị 6, Huế 1, Đà Nẵng 3, Quảng Nam 1, Quảng Bình 2, Gia Lai 1. Các trường hợp khác đang rà soát và xác minh. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ, bão còn làm cho 382 ngôi nhà bị sập, hư hỏng 109.034 ngôi nhà và 70 điểm trường học bị ngập, 108 điểm trên các tuyến quốc lộ, 8.656 mét đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng 584 hecta lúa và 3.879 hecta hoa màu bị cuốn trôi. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, tàu thuyền để tham gia ứng cứu và hỗ trợ đồ ăn và thức uống cho nhân dân vùng ngập lụt. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ đưa quân cùng khí tải đặc chủng vào Huế để hỗ trợ cho người dân vùng lũ lớn bị cô lập nhiều ngày qua. Với tình hình lũ lụt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã hỗ trợ 1.200 thùng mì tôm và 2 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ cho đồng bào bị ngập lụt. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lực lượng quân đội phải bằng mọi giá sử dụng các phương tiện đặc chủng như cano, xe lội nước để tiếp cận đưa đồ ăn, thức uống vào cho bà con ở những nơi bị lũ cô lập nhiều ngày qua như xã Hải Dương, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng chi viện cùng khí tài quân sự đặc chủng có thể lội nước đến Huế để hỗ trợ người dân ở những vùng lũ lớn. Hiện lực lượng này đang ở Quảng Bình và đang trên đường tiến về Huế. Thưa quý vị, mưa lũ tại Quảng Bình vẫn đang có diễn biến phức tạp, hiện đã có 2 người mất tích, hơn 14.000 ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều thôn bản bị chia cắt. Nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, chính quyền các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân ở vùng ngập lụt, đồng thời phối hợp với các ban ngành rà soát, kiểm tra những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, sông, suối, ven biển, sẵn sàng các phương án di dời hàng ngàn người dân đến nơi tránh trú an toàn. Thôn Hàm Môn, xã Cự Nẫm chỉ sau một đêm đã chìm trong mưa lũ. Nước dâng cao khiến hơn 30 hộ dân chưa kịp di dời một số tài sản quan trọng của gia đình. Rất kịp thời, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp tế hơn 50.000 thùng mì tôm và nước uống cho người dân. Các địa bàn cũng đến hỗ trợ tiếp tế cho dân ra khỏi vùng bị ngập lụt an toàn. Và sáng nay, lực lượng công an tỉnh đã có hỗ trợ một số nhu yếu phẩm. Tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, nước lũ dâng ngập sâu từ 0,5 cho đến 3 mét, khiến cho hơn 13.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Một số thôn bị chia cắt khó tiếp cận, được cho là nằm xa trung tâm xã. Tài sản năm nay lụt lội quá to, gió quá to, làm tài sản mất hết. Dâng quá mà so với những năm trước, không có năm nào mà dâng như năm nay. Nói chung, riêng nhà tôi cũng mất hết đến 2 tấn cá, một người dân cho biết. Trực tiếp thăm hỏi động viên bà con đang bị ngập lụt nặng ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đoàn cứu trợ đã trao 600 suất quà gồm mì tôm, lương khô và nước sạch cùng một số nhu yếu phẩm khác. Lũ chồng lũ nhưng diễn ra trong thời gian vào ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật, cho nên chúng tôi phải huy động 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực và đặc biệt là công an các huyện, thành phố, thị xã để làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền để triển khai các lực lượng để mà ứng cứu, giúp dân, đề phòng và làm giảm nhẹ thiên tai. Cái quan trọng nhất là không để xảy ra thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết. Hiện nay lượng mưa đã giảm, lũ trên sông Nhật Lệ, sông Kiến Giang vẫn đang xuống rất chậm nhưng vẫn trên báo động 3.
trên sông Danh, lũ dao động ở mức báo động 1, báo động 2, đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng chức năng đã di dời 266 hộ dân về nơi an toàn, đồng thời rà soát, kiểm tra những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các phương án di dời hàng ngàn người dân đến nơi tránh trú an toàn. Còn bây giờ xin được quay trở lại với hậu quả của cơn bão số 4 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi vào ngày hôm qua. Thống kê chưa đầy đủ, cơn bão số 4 này đã làm 8 người bị thương, trên 70 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Trên 200 hộ dân ở 7 huyện bị ảnh hưởng do tình trạng cúp điện. Ngay sau khi cơn bão số 4 đi qua, các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khắc phục hậu quả. Một mặt thì phải tiếp tục ứng phó với hoàn lưu sau bão, và nhất là tình trạng sạt lở núi ngập lụt ở vùng trũng thấp. Ghi nhận của phóng viên thời sự những dấu tích còn lại sau khi cơn bão số 4 đổ bộ, sạt lở núi, cây cối ngã đổ, tàu thuyền gặp nạn trong bão. Sau bão, công tác khắc phục thiệt hại đã được Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương xử lý, trong đó ưu tiên vào việc khắc phục hệ thống điện thắp sáng, thông tin liên lạc, thông tuyến các tuyến đường giao thông bị cây cối gãy đổ, sạt lở núi gây ách tắc. Cây cối gãy đổ rất nhiều cho nên hiện nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của xã đã chỉ đạo lực lượng các địa phương đến hiện trường dọn dẹp cây cối để cho bà con thông đường. Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, đến cuối giờ chiều qua, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục bước đầu các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu các địa phương, ngoài tập trung các thiệt hại do bão số 4 gây ra thì phải dồn sức ứng phó với hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, trong đó ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và nhất quyết không để người dân trong vùng bị ảnh hưởng của mưa, lũ, bị đói khi tình hình thời tiết nguy hiểm vẫn còn kéo dài. Tôi cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hết sức chủ động trong việc là thực hiện các phương châm phòng chống lũ lụt, bão là tinh thần là bốn tại chỗ. Sau khi xử lý hết khả năng của địa phương rồi mà địa phương còn khó khăn thì tỉnh sẽ hỗ trợ. Phương án bốn tại chỗ hiện vẫn đang được tỉnh Quảng Ngãi duy trì. Các lực lượng phương tiện tham gia vào công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đang túc trực tại các vùng xung yếu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, nhất là sẵn sàng sơ tán dân trong điều kiện mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong đợt mưa lũ đang diễn ra này, Quảng Trị là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Đỉnh lũ vượt đỉnh lịch sử trong hơn 20 năm trở lại đây và gây thiệt hại nặng nề về người và của. Trong khi đó, địa phương này lại đang đứng trước nguy cơ lũ chồng lũ do các thủy điện trên thượng nguồn tiếp tục xả đập vì mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Thời gian dài thì cũng có nguy cơ là thiếu lương thực thực phẩm. Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nói, hiện tại chúng tôi cũng đã được một số mạnh thường quân tiếp tế. Chúng tôi đã tăng cường vận chuyển về cho các vùng chia cắt để đảm bảo lương thực thực phẩm và không để thiếu đói cho bà con. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó, đêm qua vào ngày hôm nay, tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn còn mưa rất to, trong 6 tiếng đã lên đến mức là 200mm, nước sông Thạch Hãn dự báo có thể lên 7,4m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Tính đến sáng nay, vẫn còn 176 xã phường ở các tỉnh miền Trung bị ngập. Độ ngập sâu từ 0,3m đến 1,8m, cá biệt có nơi ngập sâu lên đến là 3m. Tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là tại rốn lũ, tại huyện Triệu Phong, hiện vẫn còn rất nhiều ngôi nhà đang bị bao vây và cô lập trong biển nước. Nhiều xã tại huyện Triệu Phong vẫn chìm trong biển nước, trong đó xã Triệu Giang, nơi có tất cả 3 trên 3 thôn vẫn bị bao vây bởi nước lũ. Ở vùng rốn lũ Triệu Giang, người dân đã vốn quen với mùa mưa lũ, nhưng ai cũng bất ngờ trước cấp độ lụt và chảy xiết của đợt lũ lần này. Thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do nằm sát sông Thạch Hãn. Mặc dù trong ngày lượng mưa trên địa bàn không nhiều nhưng do nước từ đầu nguồn về nhiều nên đa số nhà dân vẫn còn chìm sâu trong khu vực ngập lụt. Để đi vào khu vực này, các đoàn từ thiện phải tập kết hàng hóa trên đường tránh, rồi từ đó các đội xung kích chèo thuyền vào từng khu vực cấp phát mì tôm và nước sạch. Tuy nhiên, lượng hàng hóa và mì tôm vận chuyển vào cũng không được nhiều do nước vẫn còn chảy xiết. Mỗi lần ra vào thôn mất từ 1 đến 2 tiếng. Hiện nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn ngập sâu và chia cắt. Ngoài việc ứng cứu trong lũ lụt, tỉnh Quảng Bình đang tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Hồ Phú Vinh ở thành phố Đồng Hới có dung tích thiết kế 22 triệu mét khối. Mưa lớn liên tục khiến lưu lượng nước trong hồ đạt khoảng 44%. Hiện 3 cửa tràn vẫn đang được mở cửa xả điều tiết, tránh sự cố mất an toàn trong vùng hạ du.
xả lũ là đúng theo quy trình đã phê duyệt. Hồ chứa chúng tôi đến thời điểm hiện tại là chưa tích nước và dự kiến sau ngày 15 tháng 10 mới tiến hành tích nước. Chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết để có các phương án phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và không để ngập lụt ở các vùng hạ du. Ông Nguyễn Văn, trưởng chi nhánh Thủy Nông Phú Vinh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 150 hồ đập, trong đó có 17 hồ đập lớn do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý, còn lại là do các địa phương quản lý. Trong đó có nhiều hồ đập đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu mưa lũ lớn tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Ông Mai Văn Minh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình nói: đến thời điểm hiện tại, dung tích bình quân các hồ đạt trung bình trên 50%. Đối với tất cả các hồ thì đã có các phương án đảm bảo an toàn hồ đập cho các mùa mưa lũ. Tuy nhiên, có một số địa bàn tỉnh có một vài cái hồ nhỏ ở địa phương quản lý do quá trình xây dựng đã lâu, có một số hạng mục đã xuống cấp. Chúng tôi đã hướng dẫn cho các địa phương có các phương án để chuẩn bị và đối phó với lũ trong những tình huống cấp bách. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương thường xuyên kiểm tra các công trình nhằm phát hiện các sự cố để xử lý kịp thời, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để đảm bảo an toàn công trình. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, lũ lụt cũng đang vô cùng nghiêm trọng. Nhằm cô lập trong mưa lũ, những ngày qua, nhiều đoàn công tác cứu trợ đã tìm mọi cách tiếp cận để hỗ trợ cho bà con nhân dân. Chính quyền của tỉnh Quảng Bình cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đang tích cực giúp cho bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hiện nay, tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo tất cả các lực lượng cũng như là công an, quân đội, biên phòng vào cuộc và sẽ hỗ trợ cho bà con một cách đầy đủ nhất. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho hay. Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung được ban biên tập của chương trình Kênh Tin Mới Nhất tổng hợp và thông tin lại cho quý vị rất chi tiết. Mọi ý kiến đóng góp của chương trình thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng để lại dưới phần comment của chương trình. Chúng tôi sẽ kịp thời giải đáp tất cả những thắc mắc của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Xin mến chào!